Rồi chúng ta qua thật câu số 41 các em nhé. Câu 41. Đề bài cho cái đồ thị có hàm số f2,x như cái hình vẽ. Cái đồ thị có hàm số f2,x nó cắt cái trục hoành tại 4 điểm có các hoành độ là -1, 1/2, 2 và 4. Tức là cái phương trình mà f2 bằng 0 á, nó có 4 nghiệm. Để giải được cái câu này thì các em cần kết hợp những cái kiến thức như sau. Đó là phân tích đa thức thành nhân tử. Các em phải làm được cái điều này. Từ cái điều mà người ta cho mình đó là F2' có các cái nghiệm là -1, 1/2, 2 và 4. Thì các em sẽ viết được cái biểu thức của F2' có dạng là A nhân với X cộng 1 nhân với X trừ 1/2, rồi nhân với x trừ 2 và nhân với x trừ 4. Do cái hàm số f2' có 4 nghiệm -1, 1/2, 2 và 4 nên các em sẽ viết được biểu thức f' này. Và mỗi một cái câu chữ trong cái đề thi đều không thừa hết các em nhé. Đề bài cho lim của fx khi x dần ra cộng vô cùng bằng cộng vô cùng để làm gì? Để cái hệ số a lớn hơn 0, đây là điều cần thiết. Vì cái hình vẽ này chỉ là một phần đồ thị của hàm số mà thôi. Nó sẽ không thể hiện được nhánh cuối cùng của cái đồ thị. Nên phải cho thêm cái giả thuyết đó vào để đảm bảo hệ số a dương. Nếu nhìn vào hình vẽ này, kết luận hệ số a dương thì không sẽ gây ra cái tranh cãi. Đề thi Trung học phổ thông các gia nó rất là chuẩn về cái tính chính xác của cái câu chữ cũng như là cái việc người ta mô tả cái đề thi. Và đề của thầy nó cũng như thế. Từ cái giả thuyết là lim của hàm số fx khi x dần ra cộng vô cùng để cho chúng ta được là a lớn hơn 0 chứ không phải là từ cái đồ thị cho ta a lớn hơn 0 đâu ha. Rồi. Người ta hỏi mình cái số điểm cực trị của hàm số hx thì các em cứ tiến hành đạo hàm nó thôi, tiến hành đạo hàm thôi. Em có là h'x, đạo hàm hàm số h'x thì nó sẽ bằng là x trừ 1 chia cho trị tuyệt đối của x trừ 1 nhân với f' của trị tuyệt đối x trừ 1 trừ đi cho 1. Cho anh này bằng 0 thì các em chỉ việc giải cái phương trình là f' của trị tuyệt đối x trừ 1 trừ đi 1 bằng 0 mà thôi. Được không ạ? Tới đây thì các em đi giải phương trình f' bằng 0 thì các em phải coi f'x bằng 0 tại những cái điểm nào, được không? Coi f'x bằng 0 tại những điểm nào thì từ cái biểu thức của f2' thì các em sẽ có được cái bảng biến thiên của f'x. Em có bảng biến thiên của f'x như sau, đó là x f2' của x. Chỗ này là f'x. Rồi, nó có nghiệm là -1, 1/2, 2, 4, thì 0, 0, 0, 0. A dương, thì này là cộng, trừ, cộng, trừ, cộng. Vậy này sẽ lên tới đây. Cái này sẽ là f' của -1, giảm xuống đến f' của 1/2. Và lên tới đây. Là f' của 2 và xuống tới f' của 4. Có một cái vấn đề ở đây là chúng ta không biết được là cái f' bằng 0 nó có những cái nghiệm nào. Đề cho có thể nói là cực kỳ khéo ở chỗ là các em chú ý, không phải ngẫu nhiên mà đề bài cho các em f(x) bằng x bình phương nhân với gx. Em biết tại sao phải có cái chữ x bình phương đây? Tại sao phải có cái chữ x bình phương cho đó? Cái chữ x bình phương đó nó rất là khéo, chỗ là nó thay cho cái giả thuyết. Cái chữ x bình phương chỗ này nè, nó thay cho cái giả thuyết là f' của 0 bằng 0. Thì các em phải biết là khi người ta cho các em là f'x này bằng x bình phương này, gx này. Điều này có nghĩa là f' của 0 bằng 0 đó các em ạ. Tức là cho các em f' của 0 bằng 0 nhưng mà không có cho một cách là
rõ ràng ra cho các em thấy là f phẩy của 0 bằng 0. Các em đạo hàm, các em sẽ thấy là f phẩy của 0 bằng 0. Điều đó có nghĩa là cái số 0 nằm ở đây. Này, chỗ này là f phẩy của 0. F phẩy của 0 chỗ này bằng 0 nha, f phẩy 0 bằng 0. Thì bây giờ là cái đường thẳng này, cái phương trình này tức là nó bằng với cái phương trình là f phẩy của 0 đấy. Thì chúng ta mới cần kiểm tra xem, chúng ta mới cần kiểm tra xem là cái chúng ta phải so sánh cái f phẩy của 0 này với cái f phẩy của 2, f phẩy của 0 với f phẩy của 2. Chúng ta xem có f phẩy của 0 với f phẩy của 2 cái nào nó lớn hơn, được không? Và so sánh f phẩy của 0 với f phẩy của 4 ha. Các em nhìn vào cái hình vẽ, các em nhìn vào hình vẽ, đây là một cái phần minh họa, tờ vẽ phần minh họa này. Thì tới đây em nhìn vào cái hình vẽ này thì em sẽ thấy cái tích phân đi từ 0 cho đến 2 nó sẽ lớn hơn 0, vì cái mảnh diện tích trên đây lớn hơn cái mảnh diện tích nằm ở phía dưới trục hoành. Cái tích phân đi từ 0 cho đến 1 phần 2 nhận giá trị âm, nhưng mà cái phần này khi lấy trị tuyệt đối thì nhỏ hơn cái anh trên đây. Do đó là các em sẽ có được để so sánh cái f để so sánh cái f phẩy của 2 và cái f phẩy của 0 một cách nhanh chóng, các em sẽ dựa vào cái tích phân. Là em có cái gì đây? Em có cái tích phân đi từ 0 cho đến 2. Em nhìn đấy, tích phân đi từ 0 cho đến 2. Tích phân đi từ 0 cho đến 2 của cái hàm số f2 phẩy của x. Này em sẽ thấy ngay nó lớn hơn 0. Điều này có nghĩa là f2 phẩy của 2 nó sẽ lớn hơn f2 f phẩy của 2 lớn f phẩy của 0. Được không ạ? Vậy là này nó sẽ nằm ở trên đây. Rồi. Nhưng mà các em cần phải so sánh f và các em cần phải so sánh là f phẩy của 0 và f phẩy của 4. Vì nếu f phẩy của 4 nằm ở trên thì nó sẽ f phẩy của 4 nằm ở trên thì nó sẽ không có cắt đâu ha. Nhưng mà nhìn vào cái diện tích này nè, các em thấy nè, quá rõ ràng. Em nhìn vào cái hình vẽ của các em ấy, thì em thấy cái F1 với cái F2, F1 và F2 này tổng lại nó sẽ lớn hơn anh trên, nhưng mà nó nằm về cái phần âm. Do đó cái tích phân đi từ 0 cho đến 4, tích phân đi từ 0 cho đến 4 thì nó sẽ nhỏ hơn 0. Nên là các em sẽ có được là F phẩy của 4 nhỏ hơn F phẩy của F phẩy của 4 nó sẽ nhỏ hơn là F phẩy của 0. Các em có thể xem lại cái nội dung này bên cái phần cực trị của hàm số nếu mà trong bài giảng này các em cảm thấy nó nhanh nha. Và các em nên tính này, không phải ngẫu nhiên mà nó cắt này đâu ha. Vậy là nó sẽ có cắt nghiệm là gì đây? Là 0, anh này là A, anh này là B, được chưa? Và cái nghiệm B đó thì nó sẽ lớn hơn 4 rồi. Giờ cái phương trình này, cái phương trình sau này nó sẽ có tương đương với gì đây? Phương trình sau này sẽ tương đương với là cái trị tuyệt đối 4 nằm đây nhé, nằm đây. Rồi, phương trình này nó sẽ tương đương với cái f trị tuyệt đối của x trừ 1 trừ đi 1 sẽ bằng là 0, hoặc trị tuyệt đối của x trừ 1 trừ đi 1 nó sẽ bằng là bằng là A. Với A là một cái con số nằm trong cái khoảng là A là một con số nằm trong khoảng từ đâu đến đâu? 1 phần 2 cho đến 2. Và trị tuyệt đối của x trừ 1 bằng B, với B là một cái con số nằm trong cái khoảng từ 2 cho đến là 4. Nếu giải trắc nghiệm, các em hoàn toàn có thể cho tùy ý một giá trị của B và một cái giá trị của A để thuận lợi cho cái quá trình mà các em giải những cái phương trình ở phía dưới này, được không? Em giải phương trình ở phía dưới này để em kiểm tra. Đề bài chỉ hỏi là cái số điểm cực trị nằm trong cái đoạn từ trừ 2 cho đến 4 mà thôi. Do đó là các em có thể cho A là bằng, ví dụ như A bằng 1 đi, để em thế vào đây em giải ra. Em cho B bằng là 2,5 hoặc B bằng 3 cũng được để em kiểm tra ra các cái điểm cực trị nó có thuộc vào cái khoảng này hay không, được không ạ? Đó là cái cách để làm trắc nghiệm nhé. Còn trong cái bài giảng này thì thầy sẽ giải tường minh theo A và B.
Thì chỗ này các em sẽ giải ra cái phương trình đầu tiên trên đây. Thì em chuyển qua sẽ giải được là x bằng là 1, x bằng 0, hoặc x bằng bao nhiêu, x bằng 0 hoặc x bằng 2. Còn cái phương trình ở dưới đây thì em sẽ giải được là x bằng là 2 cộng a, hoặc x bằng là trừ a, đúng không? Rồi. Cái phương trình dưới đây thì em sẽ giải là x bằng là 2 cộng b, hoặc x bằng là trừ b. Rồi. Thì người ta chỉ hỏi các em là điểm cực trị nằm trong cái đoạn từ trừ 2 cho đến 4. Thì hai cái này rõ ràng là nó sẽ không nằm trong cái đoạn từ trừ 2 cho đến 4. Do đó là các em sẽ bỏ đi hai này, được không ạ? Và nó chỉ có 1, 2, hai cái này nằm trong cái đoạn từ trừ 2 cho đến 4. Và này nằm trong đoạn từ trừ 2 cho đến 4. Được không? Rồi. Vậy là nó sẽ có 4 điểm cực trị. Đừng quên nó có một điểm cực trị đã có ở đây. Trong trường hợp hàm số chứa giáo trị đó thì nó đã có sẵn một cái điểm cực trị là y phần 1 rồi. Vậy tổng hợp lại nó sẽ có 4 điểm cực trị cộng với điểm cực trị phía trước nữa là 5 điểm cực trị nha. Là 5 điểm cực trị. Rồi, vậy là cái câu số 41 thầy đã hướng dẫn xong. Rồi, những cái câu còn lại thì chúng ta sẽ tiếp tục ở những cái bài giảng tiếp theo các em nhé.